Cơ thể bạn thích làm gì nhất? Thứ nhất, vận động đều đặn. Cơ thể vốn được tạo ra để là di chuyển, không phải để ngồi yên một chỗ. Khi mình vận động thì dù đi bộ nhẹ nhàng hay tập vài bài thể dục đơn giản, cơ thể sẽ thấy thoải mái hơn, năng lượng dồi dào hơn, và ngoài ra nó còn kích thích giải phóng endorphin, cái hormone mà giúp tinh thần mình phấn chấn và cảm thấy thư giãn. Thứ hai là ngủ đủ giấc. Giấc ngủ là thời gian vàng để cơ thể chúng ta tự tái tạo, phục hồi năng lượng sau một ngày dài. Ngủ đủ giấc và ngủ sâu á, nó giúp hệ miễn dịch mạnh hơn, trí nhớ cũng tốt hơn. Ngược lại, thiếu ngủ sẽ gây mệt mỏi, kém tập trung, thậm chí ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài. Thứ ba, ăn uống lành mạnh. Ăn uống đúng cách rất là quan trọng. Cơ thể mình luôn cần được bổ sung nguồn dinh dưỡng tốt từ rau củ, trái cây, thịt cá và những cái loại ngũ cốc nguyên hạt. Nếu mà ăn uống cân bằng thì cơ thể nó sẽ khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc những cái bệnh lý và duy trì được trạng thái tinh thần tốt nhất. Thứ tư, giảm căng thẳng, thư giãn, giảm stress. Khi cơ thể chúng ta nhạy cảm với stress á, thì khi căng thẳng kéo dài nó sẽ ảnh hưởng không chỉ tới tinh thần mà cả sức khỏe thể chất. Vì vậy chúng ta cần biết cách thư giãn nè, chẳng hạn như là thiền, hít thở sâu hoặc là nghỉ ngơi hợp lý để có thể giữ cơ thể ở một cái trạng thái tốt nhất. Thứ năm, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên, giúp xương khớp chắc khỏe và tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta. Thêm vào đó, ra ngoài hít thở không khí trong lành, phơi nắng sáng giúp cho tinh thần thoải mái nè và dễ chịu hơn. Thứ sáu, kết nối xã hội và cảm xúc tích cực. Một cơ thể khỏe mạnh không chỉ dựa vào thể chất mà còn cần cái sự chăm sóc về tinh thần. Khi mình có những cái mối quan hệ tốt, cảm xúc tích cực nè, cười nhiều, cơ thể sẽ ít bị căng thẳng hơn, từ đó sức khỏe tổng thể cũng sẽ được nâng cao hơn. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa.